nơi cho ta bình yên, nơi bóng tối hay nơi bình minh dẫn lối. Nơi đâu là nơi ta muốn quay về sau những u mê? Nhìn lại quanh ta chỉ còn nỗi cô đơn héo hon trên đường mòn. Ta như ngựa hoang lao đi trong tự do, vẫn đó vết thương in hằn đời cho. Ta muốn quên, ta muốn quên, quay về nơi đồng cỏ xanh. Ký ức vẽ lên tim niềm đau, chạy trốn quá khứ ta xa rời nhau. Đời nông sâu giờ còn lại trong đầu là lời nguyện cầu cho ta quay về nơi ngập tràn chân ái. Cho ta quay về nơi chẳng còn tăm tối, nước mắt sẽ lau khô bằng tiếng cười. Những cam dỗ ấy tan theo mây trời, chờ dần mình nhận ra đường về xa quá. Đồng cỏ bao la giờ là soi đá, chỉ còn riêng ta ôm bao xót xa trước mặt khung trời xanh đã khẽ. Trước mặt khung trời xanh đã ghép lại. Chọn em hay cô ta? Anh không thể. Anh yêu Mỹ Kỳ hơn em đúng không? Không phải là như vậy. Tất nhiên là anh thương em nhiều hơn mà. Nhưng Mỹ Kỳ đã làm việc cho anh lâu rồi. Cô ấy là một trong những vệ sĩ giỏi nhất, và anh rất tin tưởng Mỹ Kỳ. Vậy thì anh đừng nghĩ tới chuyện em sẽ chuyển về đây sống với anh. Kìa, buông em ra, buông ra. Anh tặng em đã tốn rất nhiều tiền để mua món quà này cho em. Không giận anh nữa, mọi việc cứ để anh lo. Tha cho anh đó. Đi ăn thôi, anh đói bụng rồi. Mời em. Anh, em muốn tới nước màu xanh. Em đợi một chút. Sao rồi? Em đã hỏi gần hết bọn nghiện trong công viên mà không ai biết mặt thằng này. Có thể là nó không phải là dân du thủ du thực. Có nhà cửa hẳn hoi, nhưng tao chắc chắn nó là dân nghiện. Em cũng đã gửi hình của nó cho một số thằng chuyên bán hàng lẻ. Nếu mà ai nhận ra sẽ báo cho em liền. Bằng mọi giá phải tìm cho ra thằng này.
mà dính tới chuyện làm ăn của ông chủ hả? Cá nhân. Người này từng tới đây không? Dạ, em chưa gặp chị này tới đây ạ. À, cảm ơn em. Chị ấy là gì của anh vậy? Không, là vợ tôi. À, dạ. Bữa nay rằm lớn á, cúng xong rồi mình đi chùa nghe con. Má muốn đi chùa nào con chở má đi. Đi chùa nào cũng được, đi gần gần nhà thôi, lại Phật mà, chùa nào cũng như nhau. Má, vậy hôm nay con nấu đồ chay, hai má con mình ăn nha. Ừ, ăn cho nó nhẹ bụng, nhà có hai má con à, ăn chi nhiều ha. Ra làm sao á, hái rau xong mình luộc cái mình chấm nước tương là xong. Con thấy bầu nhà mình ăn được rồi đó, để con ra hái bầu rồi luộc xong rồi mình chấm chao nha má. Anh Hiếu về kìa má. Má, em. Anh mới về. Má. Hiếu nè. Thưa má, con mới về. Sao về đột xuất không báo má biết trước vậy? Con về vậy coi má có vui không? Sợ gặp con hoài má chán con sao? Ủa, hôm nay ngày gì mà má chưng bông trái cây đồ đẹp quá vậy? Rằm tháng 10, con nhớ hả? Bày tệ thiệt. Ủa, rằm tháng 10 rồi hả má? Ờ. Mà tụi con làm việc tính ngày Tây, chứ có tính ngày ta đâu mà nhớ. Má quên rồi. Dạ. Ủa, bây giờ mình quỷ đâu rồi? Dạ, công ty xuất hàng nhiều quá,
Nó phải ở lại phụ với phòng kinh doanh, lo giấy tờ xuất nhập khẩu. Con cũng không có tính về đâu, nhưng mà phải phi về thoải mái chút xíu. Sáng mai con lên. Dạ. Anh, vậy là hôm nay anh ăn chay với hai má con luôn nha. Anh ăn cái gì cũng được. Nói vậy thôi còn mấy cô cá sặc kìa, ra vườn hay mấy trái xoài vô làm gỏi ăn. Còn mấy con má? 3-4 con gì đó. Em, nướng hết cho anh. Anh đi hái xoài cho. Bữa nay nấu cơm nhiều nhiều nha, anh ăn nhiều đó. Dạ em biết rồi. Tội nghiệp, làm giám đốc rồi mà cứ như vậy đó. Ăn uống lúc nào cũng đơn giản, thích ăn khô thôi. Ăn. Người gì mà lúc nào cũng ăn. Tự nhiên sao mẹ kiếm chuyện với con vậy? Tôi không có kiếm chuyện với cô, là tôi đang bực bội. Chuyện buồn ngại đến giờ này sao chưa có tác dụng hả? Mẹ hỏi con không biết hỏi ai. Cô nói vậy mà nghe được hả? Cô là người giới thiệu thầy ngải cho tôi đó. Đó, mẹ cũng nói là con chỉ là người giới thiệu thôi mà. Mất tồi của tôi 50 triệu. Cô phải có trách nhiệm đâu chuyện này. Nếu như hai đứa nó không ly dị, cô tính sao đây? Mẹ phải bình tĩnh lại chứ. Chuyện đâu còn có đó. Chờ ngại ngắm, con trai của mẹ sẽ nghe lời mẹ thôi mà. Chờ cái gì? Bao lâu rồi vẫn chưa có hiệu quả. Mẹ bình tĩnh lại. Mẹ uống miếng nước đi cho hạ quả đi mẹ. Tụi mất kiên nhẫn rồi. Còn chờ tới bao lâu nữa? Nếu như tụi nó không có kết quả, cô phải ra khỏi nhà tôi ngay. Tôi không có đủ tiền để nuôi cái loại ăn bám như cô. Đồ quỷ già, mày tưởng dễ đuổi được tao sao? Nè, em đang luộc bầu. Bữa nay á em với má ăn chay. Ăn chay hả? Ủa, ăn chay sao chiên cá vậy? Cá này hả? Cá này á em chiên để làm gỏi xoài cho anh Hiếu ăn với cơm á. Anh xoài ơi, sướng ghê ta. Thấy tội nghiệp anh không? Suốt ngày á, nè, anh phải ăn cơm hàng cháo chợ vậy nè. Thì tại vì anh không chịu lo về em nấu cơm cho anh ăn chứ bộ. Anh cũng muốn lắm, nhưng mà công việc nhiều quá, anh đâu có bỏ được. Đưa mượn coi. Ê, mày hối hận gì không chịu về nhà hả? Nè, coi nè. Coi tao đang chuẩn bị gì nè. Thấy gì không? Khô cá sặc trúng cà mới nướng nha. Đây nữa nè. Thấy gì không? Xoài tao mới hái ngoài vườn nè, bây giờ tao băm nhuyễn ra ha. Cái tao trộn với khô sặc nha. Trời ơi, gỏi xoài khô sặc quý ơi. Thôi chết tao rồi quý ơi. Ê thôi nha mày. Mày ngon mày ở lại đây làm việc cho tao về quê coi. Tao đã gánh việc của mày rồi, vậy mà còn ở đó chọc quê tao nữa. Thôi mấy cái đó tao đâu có chuyên môn. Việc đó mày làm được mày làm đi, số tao số hưởng tao phải chịu thôi ha. Trà ơi, Hiếu ơi, lấy dao với xoài lên đây má gọt cho ăn nè. Dạ dạ con lên liền. Thôi tao đi ăn nha. Mày gan lắm nha, xoài là má băm. Vậy mà mày dám nói là mày băm. Kệ tao mày, miễn có ăn được rồi. Đúng là biết ăn. Thôi em cúp máy nha. Ừ. Nè, anh ăn có rau sống không à? Ngon lắm. Thank you.
Má. Thôi đưa đây. Dạ. Để má bầm cho. Con bầm sợ không nhỏ ăn không ngon á. Cái gì mà dòm tôi dữ vậy ông thần? Má, bữa nay má đẹp lắm má biết không? À? Má mà đẹp. Con nói thiệt mà, bữa nay nhìn má thấy thay đổi tích cực rồi đó. Khóc cũng nhiều rồi, nằm bẹp muốn bệnh luôn. Bị cô hai bay chửi cho một trận, thấy cũng thấm thía, cũng sáng ra chút. Cô hai nói gì mà hay vậy má? Chiêu Dương nó từ bỏ má, chứ má không hề bỏ nó. Dầu có khóc than đau buồn mỗi ngày thì chưa chắc nó đã quay về, chỉ làm ảnh hưởng tới tụi con, những đứa đang ở gần chăm sóc má. Con mừng quá, má nghĩ được vậy là tốt rồi. Mặc dù là mình không có bỏ cuộc cho tới khi tìm được Chiêu Dương, nhưng mà ngược lại mình cũng không được đau buồn quá ảnh hưởng tới sức khỏe. Chuyện tìm Chiêu Dương cần nhiều thời gian mà má. Dạ. Thì ra mọi người rất vui vẻ. Có lẽ không ai còn nhớ đến mình nữa. Dù sao thì mình cũng rất yên tâm về má. Đã có anh Hiếu và Trúc Trà bên cạnh chăm lo. Ủa, ai vậy ta? Tới nhà sao không vô mà đứng lấp ló ngoài này vậy? Chị hai. Mà hay quá, gặp chị ở đây. Gì vậy em? Định đi qua nhà mời đám cưới. Chà, lên chức làm xui rồi ha. Dạ. Chúc mừng nghe. Dạ. Đám cưới thằng Út quá, thằng Đực con em đó. Nha, nhớ đi nghe chị. Trời, đi chứ sao không đi. Lối sớm không đi coi gì được. Dạ. Thôi em còn cả đống nè, để em đi một vòng nữa em giao. Em gửi thiệp cho người ta. Ừ, mà thôi đi đi. Sáng không xong nữa đi đó. Đi cho kịp. Em đi nha. Ừ. Chà, cả nhà ăn cơm đó hả? Vui quá ha. Dạ. Dạ cô hai. Con lấy chén của hai ăn cơm luôn nha. Thôi khỏi, cô ăn rồi, cô ăn đi. Dạ. Dạ. Chị, đám cưới ai vậy chị? Con Đực xóm dưới á, nó cưới vợ cho con trai đầu lòng. Dạ. Dạ cô hai. Cô hai uống nước. Ừ. Má. Cảm ơn con. Thôi, má no rồi, tụi con dẹp đi. Dạ. Chị hai. Chị qua đây có gì không? Em thấy chị lạ lắm á, không giống như mọi khi á. Tính qua đây á, nói với mọi vụ gì tự nhiên cái quên mất tiêu hả? Đúng rồi đó chị, em cũng y chang như chị vậy luôn á. Trời, nhiều khi á muốn nói gì á quên ngang luôn vậy á. Tuổi già đến rồi đó chị ơi. Ừ. Lớn tuổi rồi thì nhớ nhớ quên quên là thường thôi. Con đang lo nè, không biết mai mốt mà cỡ tuổi má với cô hai chắc con còn lẫn hơn nữa. Ừ. Muốn nói gì em mà em quên mất tiêu. Bệnh của em á, em phải uống thuốc sau khi ăn. Thôi chị đợi em chút xíu em đi uống thuốc cái nha. Ừ. Bỏ cơm này lại vô nồi đi em. Hiếu. Dạ. Đi đi ra đây cô nói cái này nè. Gì vậy cô hai? Nè nè nè, con ra đây. Gì mà cô hai kéo con ra tận ngoài này vậy? Nói nhỏ thôi, coi chừng má mày nghe. Gì nghiêm trọng vậy cô hai? Hình như con Chiêu Dương mới về đó. Hồi nào? Hồi nãy cô qua đây nè, thấy trước cửa có người con gái, tóc dài vậy nè, đứng ngoài ngõ nhìn vô, nhưng mà xa quá cô không thấy mặt. Mới đây luôn hả cô hai? Ừ, thấy cô đi tới
nó liền leo lên xe bỏ chạy. Chắc là con Chiêu Dương chứ không ai. Là Chiêu Dương hả? Vậy chứ con nghĩ coi, là ai mà tới nhà không vô mà leo lên xe hơi đi vậy? Cô hai có nhớ cái xe màu gì không? À, hình như màu đỏ. Trời, sao lúc đó cô hai không kêu con liền? Thì tại cô phân vân, sợ má bay mực hụt, rồi thêm buồn nữa. Sự không còn nhớ tới mình nữa. Con có biết thằng Hiếu nó đi đâu mà vội như vậy không con? Dạ, con không biết nữa. Nó đi đâu mà gấp gáp vậy ta? Má, má vô ngồi nghỉ chút xíu đi. Chắc ảnh đang về đó má. Ừ. Đi má.
Hiếu. Dạ má. Con đi đâu mà có vẻ gấp gáp vậy con? Dạ con có việc chạy qua nhà người bạn chút xíu. Có chuyện gì? Dạ không có gì đâu má, con đi tắm cái. Con rất yên tâm, con chỉ cần có vậy. Tất cả phải triển khai theo đúng kế hoạch mà chúng ta đã vạch ra. Chỉ cần một mắt xích sai sẽ cầm chắc hậu quả nghiêm trọng. Lão bạn yên tâm, tôi sẽ điều phối một cách chặt chẽ nhất. Còn hai người chỉ cần phối hợp đồng bộ theo sự chỉ dẫn của tôi, tôi tin chắc chuyến này thành công chắc. Nhóm chúng tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, ông yên tâm. Bên tôi cũng vậy. Cho hỏi Trường Thịnh đã tìm ra Luân Heo vụ tập kích lão bàn chưa? Nghiện rồi sao? Không được, không được, mình không thể nào trở thành một con nghiện được. Có vấn đề gì sao? Thật ra Kỳ muốn nói gì à? Nói đi. Dạ thật ra là lỗi của tôi. Chuyến tập kích vừa rồi không liên quan gì tới hành trình di chuyển của lão bàn hết. Chỉ là trả thù băng nhóm cá nhân thôi. Là nhóm của cô hả? Vài tên đàn em của tôi có xích mích với Luân Heo. Tôi đã đứng ra giải quyết rồi. Tưởng đâu là mọi chuyện đã êm xuôi. Nhưng hắn không bỏ qua. Nên hắn theo dõi đường đi của tôi để trả thù. Cô có biết là cô gây ra chuyện gì không? Chỉ vì chuyện cá nhân của cô mà ảnh hưởng đến lão bà. Cô có ba cái đầu cũng không lãnh đủ. Mọi người cứ yên tâm, tôi đã gặp Luân Heo rồi. Mọi chuyện để tôi giải quyết.
Thôi, mọi người cũng đừng có căng thẳng quá. Cũng may là không phải đối thủ tìm tới tôi. Không được để chuyện nó xảy ra lần nữa. Dạ, tôi biết rồi. Xin hứa với lão bà sẽ không để chuyện này xảy ra nữa. Cô nói được phải giữ lấy lời. Cô sẽ phải tìm tới tôi thôi. Anh hay là xong nhiệm vụ này mình đi phượt một chuyến đi. Ok, thích thì chịu. Đi đâu? Tây Bắc. Đi về là hơn 3.000 cây á. Sợ gì? Dân chơi mà sợ mưa rơi hả? Chào ông. Lỡ bạn có nhà không? Tôi muốn gặp anh ấy. Cô đi đâu? Tôi muốn gặp lão bạn. Có hẹn trước không? Tôi có hẹn với lão bạn hay không thì liên quan gì tới cô? Tôi là vệ sĩ của lão bạn. Tôi cần biết những ai tiếp xúc với lão bạn. Vậy nếu tôi tiếp xúc với lão bạn trên giường, có cần báo với cô không? Cô đừng có ngạo mạn. Đối với lão bạn, cô cũng chỉ là gái làng chơi cao cấp thôi. Cô vừa nói gì? Cô bị điếc hả? Có cần tôi nhắc lại không? Rồi cô sẽ hối hận với những gì mà cô đã nghĩ về tôi hôm nay. Thôi Mỹ Kỳ, đừng gây sự cho cô ta. Đi Mỹ Kỳ, đi. Có chuyện gì thì cô cứ nói với tôi. Tôi sẽ giải quyết được hết cho cô. Cô đừng làm phiền lão bạn. Ông nghĩ tôi là người ngoài nên không thể cho tôi gặp anh ấy sao? Cô nên biết chỗ đứng của mình. Cho cô ấy vào đi. Cô đừng cố chen chân vào. Làm gái bao chỉ cần tiền là đủ chứ gì. Anh làm gì mà em gọi điện anh không bắt máy vậy? Anh đang bận họp nên không nghe máy được. Anh cũng điện thoại lại liền cho em nè. Em đang cần thứ nước màu xanh à? Chiêu Dương ơi, anh về rồi nè. Chiêu Dương. Chiêu Dương ơi. Chiêu Dương. Chiêu Dương ơi, em có trong đó không Chiêu Dương? Anh vào được không Chiêu Dương?
cậu sắp xếp. Sáng mai gặp tôi có gì gấp. Anh Quý thích uống nước cam lắm. Anh đem cho anh Quý giùm em nha. Trả tiền xe đây. Nè. Này chắc uống cả tháng quá. Có đâu, có mấy trái à. Thôi con đi nha má. Ừ, đi cẩn thận nha con. Dạ. Anh đi cẩn thận nha. Ừ. Má. Ừ? Hai má con ở nhà phải biết tự chăm sóc cho nhau đó. Có gì cứ gọi cho con liền nha. Mấy tiếng thôi con có mặt. Yên tâm đi con. Dạ. Má với Trúc Trà không có sao đâu, đừng có lo. Dạ. À, con nè, con nhớ dành chút thời gian đi tìm Diêu Dương nha con. Dạ, con hứa với má, con sẽ tìm bằng được Diêu Dương về cho má. Ừ. Anh đi nha. Cẩn thận nha anh. Ừ, con đi má. Má lên cảm như Võ Hiếu nó biết được một ít thông tin của Chiêu Dương mà nó không cho má biết. Má, anh Hiếu là người kiên định. Ảnh nói được thì sẽ làm được. Má cứ cho ảnh thêm thời gian đi. Ảnh sẽ đưa chị Chiêu Dương về cho má nha. Em ăn đi. Vậy là đêm hôm qua em lại ở lại đây. Anh đã nói với em rồi, em dọn về đây ở với anh luôn đi. Mất công đi tới đi luôn chi cho nó mệt. Em thật sự không muốn bị ràng buộc. Cả em và anh, mỗi người đều có một thế giới riêng mà. Anh muốn hỏi em một câu. Anh hỏi đi. Mục đích sống của em là gì? Em chỉ muốn làm chủ bản thân mình. Em muốn sống một cuộc đời không phí hoài. Thà là một ngọn đuốc bùng lên rồi chợt tắt, còn hơn là phải le lói một ngọn đèn tàn trăm năm. Anh biết em là một người phụ nữ đầy tham vọng. Ánh mắt của em nói lên điều đó. Nhưng mà tham vọng vẫn chỉ là mơ ước. Nếu như em không dám dấn thân vào. Nếu như có một con đường dẫn em đến đỉnh của sự quyền lực và giàu sang, em sẽ sẵn sàng dấn thân. Anh sẽ chỉ cho em con đường đó. Và con đường đó chắc chắn không bằng phẳng, thậm chí có nhiều chông gai nữa. Hoàn toàn chính xác. Không có con đường nào trải đầy hoa hồng để cho em đi đâu. Tất cả đều phải có cái giá của nó. Vậy thì anh nói em nghe đi. Công việc chủ yếu của anh là gì mà khiến anh giàu có như vậy? Có gan thì sẽ làm giàu. Em có cái lá gan đó không? Chẳng lẽ anh buôn ma túy? Nói tóm lại, nếu như em chịu theo anh thì anh hứa tất cả những gì em muốn sẽ nằm trong tầm tay của em. Mày thấy sao? Có hợp tác được không? Phải suy nghĩ cho kỹ. Mày phải đọc cho thật kỹ cái văn bản mà đối tác gửi qua. Bút xa là gà chết. Phía Đài Loan á, họ muốn bỏ vốn hùng hợp để mở rộng nhà máy. Trang thiết bị và dây chuyền sản xuất hiện đại được nhập tất cả từ Đài Loan qua hết. Đương nhiên á, là họ phải đánh giá cao tiềm năng của công ty mình rồi. Họ muốn là sau khi tham gia,
họ sẽ thay đổi chức năng của công ty, thành công ty cổ phần đầu tư và lên sàn chứng khoán. Một hướng đi mới tích cực. Nhưng mà mày còn lo ngại cái gì? Với mô hình mới, chắc chắn là năng suất sẽ tăng đáng kể, lợi nhuận sẽ đi đôi với doanh thu. Win, win, đôi bên cũng có lợi. Có hai điều tôi lo lắng nhất khi tiến hành hợp tác. Một á là vấn đề nguồn nguyên liệu sạch để cung ứng cho nhà máy. Nông trường của mình thì bây giờ diện tích đất không nhiều, mà mình còn phải bao tiêu cho một số hộ trồng theo tiêu chuẩn nữa. Bây giờ mà đột nhiên tăng sản xuất, cái vấn đề đầu vào rất là căng. Vậy còn điều thứ hai là gì? Nếu tao với mày làm chủ thì mọi tiêu chí kinh doanh sẽ không thay đổi. Sản phẩm chất lượng, giá cả cạnh tranh, mình còn trích lợi nhuận để đi làm từ thiện. Bây giờ mà có người khác nhúng tay vào, chắc chắn mọi thứ sẽ thay đổi. Vậy thì tao với mày phải nghiên cứu, suy nghĩ cho thật kỹ. Mình phải đặt ra những ràng buộc nhất định đối với đối tác. Ừ, không có gì phải vội. Đây có thể là cơ hội nhưng mà cũng có thể là cám dỗ đó. Mày sao vậy? Từ hồi ở quê lên tới giờ tao thấy mày khác lắm, lúc nào cũng thừa người ra như vậy hết. Bộ đang có chuyện gì hả? Hình như là chưa Dương về, nhưng mà không hiểu tại sao con không vô nhà, con không muốn gặp má. Chiêu Dương về nhà. Nhưng đây là con đường ngắn nhất để cho mình có được sự quyền lực và giàu sang. Mày có còn yêu Chiêu Dương không? Sao lại không? Tao nhớ Chiêu Dương nhiều lắm. Từ hôm nay nó là của em. Em sẽ là chủ sở hữu căn biệt thự này. Em cảm ơn anh. Em muốn có một cuộc sống riêng, không lệ thuộc bất cứ điều gì của anh cả. Anh rất yêu em, anh không thể sống thiếu em được mà Chiêu Dương. Để bảo vệ tình yêu của mình, em có thể làm tất cả. Chúng ta đã mất rất nhiều thời gian nằm trong bốn bức tường đó rồi. Bây giờ là lúc chúng ta phải tận hưởng cuộc sống này. Cảm bấy nào đã đưa em ra chốn yên bình, bão tố nào xoay vào giấc mơ an vui, làm ta đau điên đến bao giờ, làm ta chết trong ngày tháng bơ phơ, vẫn mãi đi tìm, vẫn mãi mong chờ hạnh phúc từng giờ. Tình yêu ơi xin một lần nữa, ta sẽ nguyện yêu mãi đến mai sau, chẳng còn những